rồi lúc nào gì cười đó khá là khá yêu con để căng cho nèo lo tuần gì mua khẩu của khe tao lo đỡ nó gì thì lâu à lo lụa lụa cho từ từ tỏ lo lắng e lo cò tỏ lo lắng lúa e đia đạn từ lo lắng lo trọc đó chèn tao khỏi lo lù lúa e liệu cũ thiện cho từ tù lù lúa từ tỏ lo lắng e lo cò miễn chơi ăn có chuyện lòng khó khăn nó sứ tỏ lo lắng lúa trúa này khó tỏ cơ nó chơi nó lúa trúa họ khó tỏ nó là chơi nó do nó lúa đe đà nó hưởng chơi nghe sai trời nó lo là chơi nó ốp lâu lũ nó chơi nó ốp chít lúa nó chơi nó ốp lâu e nó chơi nó ốp e nó chơi nó ốp bếp chó nó chơi ốp lâu từ nó chơi ít lâu đủ lũ nó chèn ít là chị đó lưỡi à lưỡi thi chỉ để theo chèn bỏ chèn đó lưỡi chè do là lũ nó tan cho đó đủ lũ nó luôn là chèn ó ừ là chèn ít chị tua là chèn bé trâu từ là chèn ít chị thế tỏ là chèn ó bé chị ló là chèn ó lâu lăng là chị ý ớ hé là chị ớ bế ló là chị ớ lâu cỏ là chị ớ chị tỏ là chị ớ bế chị ló là chị ớ bế lâu lăng là chị ý lúa là chị ớ hé là chị ớ bế đia là chị ý ớ đá là chị ớ bế tử là chị ý chị ló là chị ớ lâu lọ là chị ớ bế trậu lò là chị ớ lâu thế ló là chị ở bếp lắng là chị ý ó lọ là chị ở bếp trâu trọn là chị ở bếp trâu thì chú thêm cổ sứ dạ là đó khó tử là chị ở lò này ló là ở bếp thế lũ là chị ở chi thế lúa là chị ở bếp ê là chị ý ó hê là chị ở bếp chó là chị ở bếp từ là chị ít lâu lũ là chị nếu lời bỏ ý cho em đời chim đời ý lời gì để cho bỏ vậy là khó cố sức luôn là chị ó ừ là chị ý chí rồi thế tòa là chị này do bé trâu từ là chị ý chí tỏ là chị ở bé trâu lo là chị ở lâu lắng là chị ý ó hé là chị ở bé lo là chị ở lâu cọ là chị ở chí tỏ là chị bé chi ló là chị bé lâu lắng là chị y lúa là chị ó trúa là chị ó chị mà thấy số tiền của sứ chờ cô mới cho đi nào trở nên say giấc khi đi nào trở nên tài chị vừa mới căng chờ khi đó nè nè chị có 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 chị có
từ từ
bỏ từ tao lo lắng nghe lo có tao lo lắng lo cho nè nhưng mà đồng khó tao lo lắng lo cho nè sư họ có lời chúng ta là chỉ nghe lo tao lo lắng nghe lo tao lo lắng lo để ra nó để chúng ta à cái này sư cho à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.